Hai, xin chào các bạn. Trên tay mình đây đang cầm một cây lan rất là tuyệt vời, rất là lạ. Đảm bảo các bạn sẽ thấy lạ từ hoa, tên, thân, lá, cành. Cây lan này mình Mai Quy đã biết từ 5 năm trước và bán hàng đã hết hàng 3 năm nay, không có hàng. Hôm nay rất là vui vì nó có hàng trở lại nên mình xin giới thiệu các bạn cây lan này. Đây là cây lan Gassavola cucullata. Các bạn thấy tên lạ không ạ? Cucullata, nếu các bạn đã từng chơi những dòng cát thì không thể nào không biết cái cây này. Dòng cucullata là một cái dòng rất là nổi tiếng, nó được lai với những cây cát khác, nó ra được những cái cây lan tuyệt đẹp. Thì cái dòng cucu đây là cucullata nguyên thủy các bạn, không được bị lai cái gì hết. Cái thân lá của nó là như là cây đũa các bạn, tròn vo luôn. Mình đảm bảo các bạn luôn, các bạn thấy là nó tròn luôn chứ nó không có bè ra ngoài. Thì cái cây mà cucullata mà lá tròn vậy thì nó chịu nắng rất là tốt nha các bạn. Có thể chúng ta cho trồng nắng rất là nhiều, trồng mát cây vẫn tốt nhưng mà nó không xiên bông bằng. Còn cucullata nếu mà chúng ta trồng đạt tiêu chuẩn thì tất cả những cái thân lá cành nó đều ra hoa hết các bạn. Các bạn thấy đây, tất cả các thân của nó đều có hoa hết chứ không phải là thân nào, gần như là 90% là có hoa hết, chỉ những trừ những cái thân mà cũ kỹ hồi già hồi xưa, còn tất cả những cái thân mới là chúng ta thấy gần như nó có hoa hết các bạn, giờ bông rất là nhiều. Cucullata nó đẹp ngoài thân lá cành tên, nó còn đẹp một cái rất là đặc biệt, đó là về hoa. Hoa của nó là không chê đi đâu được, hoa nó rất là to các bạn, khổng lồ. Không phải là một cái hoa loại khổng lồ mà nó tròn vậy, mà nó là một cái cấu trúc các bạn. Nếu bạn nhìn bông nó là một dạng cấu trúc, hoa to nhưng một dạng cấu trúc. Đặc biệt là cái lưỡi của nó, cái cấu trúc của nó, cái khuôn bông của nó cực kỳ lạ mắt và đẹp. Chúng ta sẽ thấy là cái khuôn bông của nó, cái lưỡi rèm, những cái lông của nó, những cái hình dáng của nó, chúng ta có thể liên tưởng đến hình những cái con thú vật để chúng ta thấy cái hình bông của nó đẹp thế nào, tuyệt vời thế nào. Thì cái cây cucullata này đó là một cây lan rất là quý hiếm trên thị trường. Nó là một cây có tên họ đàng hoàng, có gia phả, có những cái đỉnh hình trên thị trường lan quốc tế, và đặc biệt có những cuộc thi lan được những cái cây lan dòng khác ghép với cây này ra bông tuyệt đẹp, đoạt giải những cuộc thi quốc tế. Mình có những người bạn đi qua những cuộc thi lưu quốc tế thích chơi những cây này, cứ cây này mà nó lai với bất cứ cái gì là họ đều mua về, để họ mục đích là để họ có được những cây lan tuyệt đẹp sau này các bạn. Thì cây cucullata hiện tại bây giờ bên công ty mình Mai Quy bán những cái giò to, khỏe, đẹp và đang trồng thuần như vậy. Chúng ta thấy là chỉ có khúc gỗ nhỏ thôi nhưng mà cây phát triển không cần cái gì hết, bây giờ là nó tự sinh luôn các bạn, có nghĩa là nó tự lấy rễ làm chất trồng, lấy gỗ nhỏ này làm chất trồng chứ không cần nhiều. Nếu chúng ta thương hơn thì chúng ta ghép một cái cục gỗ thêm thì tuyệt vời, hoặc chúng ta có thể mua về để ghép với những cái giò gỗ khác để nhân giống nhiều hơn, tại vì giò này chúng ta có thể nhân ra được khoảng 5 giò khác các bạn. Nhưng mà nếu để vậy thì nó sẽ xiên bông hơn, hoặc chúng ta đắp thêm một khúc gỗ dưới đây nữa. Thì cucullata là một dạng cây máu rừng nguyên thủy nên nó rất là thích ghép gỗ các bạn. Chúng ta không nên trồng chậu cái này nha các bạn, trồng chậu nó sẽ phát triển eo ột, nó chậm và nó lâu dài, nó không có bền, có nên là nó dễ bị hư hỏng các bạn. Nhưng cây này chúng ta trồng ghép gỗ, chúng ta thấy là nếu cái cây như vậy phải trồng phải 2 năm trở lên. Hiện tại bây giờ khúc gỗ còn cứng ngắc, không có bị gì hết, rễ rất là đẹp, dài, dù là đóng hàng đi xa không bị hư rễ, có cụp lại thôi thì mai mốt rễ bung ra vẫn bình thường. Thì chúng ta có thể trồng cây cucullata rất là dễ dàng với phương pháp ghép gỗ. Và tất nhiên là ghép gỗ thì chúng ta có được những cái tác phẩm rất là đẹp, có thể là ghép gỗ lũa, những gỗ giảng ba, những cái gỗ mà nó có được cái hình thù rất là đẹp để chúng ta có được cái hình dáng của cây, tác phẩm nghệ thuật của cây cucullata ghép gỗ các bạn ha. Chúc các bạn có những giò lan đẹp, có những giò lan xinh và có những cái lan đặc sắc mà có thể nói là không đâu có được. Những thông tin mua hàng, những cái giá trị mua hàng, những cái quà tặng thì tất cả các bạn có thể liên lạc bên công ty nhân viên mình để được giải đáp. Chúng ta mua hàng cũng liên lạc công ty mình qua số điện thoại trên video đăng, hoặc là chúng ta có thể gọi điện đặt hàng, hoặc là chúng ta có thể đặt hàng trực tuyến tại trang web siêu thị hoa lan.com hoặc comment tại đây. Xin cảm ơn và xin chào các bạn.